Xin chào tất cả các bạn à, Như các bạn cũng thấy rồi đấy Ở trên màn hình thì mình cũng đã ghi rồi Ngày hôm nay clip này thì mình muốn chia sẻ với các bạn Một quy tắc phát âm trong tiếng Nhật Cái mà cho đến tận bây giờ thì mình vẫn luôn luôn nghĩ rằng Cái quy tắc phát âm này nó đã giúp mình Thay đổi được 80% cái việc phát âm những cái từ à, Hay là những cái câu trong tiếng Nhật của mình Và mình cũng hy vọng là Những cái điều mình chia sẻ với các bạn ngày hôm nay Nó sẽ giúp ích cho các bạn thật là nhiều Trong cái chặng đường học tiếng nhật đặc biệt là học về phát âm tiếng nhật trong thời gian sắp tới nhá thì cái quy tắc ngày hôm nay là một cái quy tắc à theo như à, nhìn đây có vẻ hơi hơi sợ đúng không toàn những cái từ nghe có vẻ chuyên ngành không 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 giống với những gì mà trước giờ cô thanh hay thầy dũng hay truyền tải những cái rất là dễ hiểu đúng không nhưng mà mình muốn trân trọng cái kiến thức này thế nên là mình để nguyên cái tên gọi của nó trong lĩnh vực học thuật đó là nguyên tắc vô thanh hóa nguyên âm thế thì mình sẽ không nói nhiều nữa mà chúng ta sẽ đi ngay vào để các bạn đỡ bị cảm thấy ngợp nhá. Trước tiên thì cái bài ngày hôm nay các bạn sẽ nhớ cho mình hai cái gọi là hai hai cái từ này. Thứ nhất đó là người ta gọi là phụ âm vô thanh và hai là nguyên âm. Là phụ âm là cái gì? Phụ âm là những cái ví dụ như là hàng ca thì chúng ta có từ cờ ca ca này chữ ca này nhá. Thì là ca ca này sẽ là phụ âm. Được chưa nào? Sa đấy, tờ này, hờ này k, sờ, hờ, tờ, hờ, pờ thì những cái này được gọi là phụ âm à, và đặc biệt trong tiếng nhật nó gọi là phụ âm vô thanh các bạn nhớ cho mình là những cái âm này những cái âm cờ à k này sờ này tờ hờ pờ. những cái âm mà thuộc hàng thuộc hàng này nhá ví dụ k thì có cả hàng kki ku kê cộ thì là đều là k hết nhưng mà Sa thì là, Sa, Shi hàng thứ hai là sh, sh đúng không sư Se, So và ba là tha chi số hai sẽ là chi đúng không chờ ấy a à, thì tờ S đúng không? T, tô vẫn là tờ này Ha, hi, hư, phờ, phờ Phờ, nhẹ đấy, đúng không? À, he, hộ Và cuối cùng là pa, pi, Thì đều là pờ hết rồi Có rất là nhiều phụ âm khác Ví dụ như là ra, ri, rư, rê, Thì sẽ là r, r đúng không? Nhưng mà các bạn nhớ cho mình nhá năm cái phụ âm vô thanh này Thuộc những cái hàng này K, S, T, H, P Các bạn cố lên nó chỉ qua cái đoạn này thôi Và các bạn sẽ thấy dễ hiểu ngay nhé Tiếp theo là cái nguyên âm Nguyên âm thì chắc là các bạn sẽ thấy quen hơn bởi vì ví dụ học tiếng Anh thì chúng ta có cái nguyên âm như kiểu những cái từ trong từ uể oải đúng không? Hay là trong tiếng Nhật nguyên âm là ai e O thì ngày hôm nay cái nguyên tắc về việc phát âm này nó sẽ xảy ra với hai nguyên âm là nguyên âm ư và nguyên à nguyên âm y và nguyên âm ư. Thì bây giờ nguyên tắc đầu tiên này. Nếu như trong một từ vựng, các bạn chỉ cần nhớ hôm này thôi à, nếu như trong một từ vựng mà cái nguyên âm y và ư mà nó kẹp giữa hai cái phụ âm vô thanh thì thì cái âm y và âm ư này nó sẽ có xu hướng đọc bị khó nghe đi và gần như là bị mất đi thế nên người ta sẽ gọi nó là nguyên tắc vô thanh hóa nguyên âm tức là gì nhỉ tức là cái nguyên âm y và nguyên âm ư nó bị vô thanh hóa tức là nó bị nghe cảm giác như nó bị mất đi nó không còn nữa ví dụ như nhá ví dụ như là à có một từ này từ kỳ cư Ví dụ từ kỳ cự là từ nghe đúng không? Các bạn nhìn thấy chữ y đây, âm y đây đúng không? Nó nằm giữa hai cái phụ âm Phụ âm này, cờ ca này đều thuộc hàng gì đấy? Hàng ca này Thế nên là chúng ta sẽ không nghe người ta đọc là kỳ cự rõ ràng đâu Mà chúng ta thường hay nghe thành cái gì nhỉ? Các bạn nhớ không? Kỳ cự, các bạn cứ mở à, gì nhỉ? Mở à, từ điển lên là ra sẽ rõ này Kỳ cự, kỳ cự Chứ không đọc là kỳ cự Đúng không? Ok chưa? Và bây giờ mình đã chuẩn bị ở dưới này một vài những cái ví dụ để các bạn nhìn thấy luôn rồi. Đây các bạn nhớ cho mình năm cái phụ âm thuộc hàng này nhá. Thứ nhất, chữ này là gì nhỉ? Các bạn có nghe nghe thấy người ta đọc bao giờ chưa? Các bạn có 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 thấy người ta đọc là gì nhỉ? Đọc là ski ski chứ không đọc là sư ki hẳn rõ ra. Đúng không nào? Vì sao? Vì cái chữ ư này nằm ở giữa hai cái hàng s và k. Các bạn sẽ đọc là ski ski Chứ không đọc là sư ki rõ hẳn ra đúng không? Và khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên tắc vô thanh hóa này thì tự nhiên các bạn sẽ có ý thức là đọc nó sẽ phải bị để làm sao để câm cái âm âm ư này đi và chính vì thế cái cái chữ chúng ta sẽ không đọc là sư ki nữa mà là ski 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 nó để còn lại chữ sờ thôi đúng không? Các bạn hiểu này chưa? Đấy, hay là chữ chữ này chữ sta 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 chứ không đọc là si tạ nữa đúng không? sta 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 các bạn nghe từ điển là ra đúng không? Chút nữa thì sau khi mà mình đọc xong mình sẽ để cho cô giáo cô Yuka à, Cô sẽ đọc để cho các bạn thử nghe qua nhé Có thể không cần phải trách từ điển làm gì Đúng không nào? Hay là từ vừa nãy nói là từ nhỉ? Đây chữ Y nằm Đây chữ Y vừa nãy thì là giữa sờ và tờ này. Hàng xa với cả hàng Hàng ta đúng không? Sta sta, Kiku, kiku Rồi Tsuki là chăng đúng không? Sẽ đọc là Tsuki, tsuki, tsuki Chứ không đọc là tsuki Rõ hẳn ra mà ski, ski, người ta gọi là vô thanh hóa tức là cái âm mình nó nghe nó khó nghe đi gần như là bị nuốt âm đi nhá ski, ski, ski đấy khi mà các bạn hiểu được cái quy tắc này thì chắc chắn là các bạn sẽ có ý thức là chúng ta sẽ không đọc hẳn ra từ ski nữa mà là ski, ski, ski ok chưa nào hay là trong một cái từ này questa này thì các bạn nhớ nhá khi mà nó cái cái nguyên tắc vô thanh hóa của nó ấy, thì nó sẽ chỉ vô thanh hóa tách rau nhau ra như này chứ nó không không vô thanh hóa liền tù tì cả ba từng luôn ư ư y này mặc dù cái từ này nó cũng thỏa mãn cái điều kiện nằm giữa hai phụ âm vô thanh đúng không? Kutsu shita. sẽ không đọc là kutsushita rõ hẳn ra mà là kutsu 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 à, kutsu đúng không? Kutsu shita, kutsu shita, kutsu shita, kutsu shita. khi ngày xưa khi mà mình lúc mới đầu mình không hiểu vì sao là mình nghe người Nhật đọc cái từ này rất là khó nhưng mà sau này khi mà biết được cái nguyên tắc này mình mới bắt đầu hiểu ra là À họ nốt âm như vậy, thế nên là chúng ta nghe cái từ tất của người ta sẽ là Kutsushita, kutsushita Cảm giác rất là ít âm hơn so với cái từ là kutsushita đúng không? Ok chưa? Kutsushita Hay là cái từ gì nhỉ? Đây trong cái từ Từ ka sẽ là cái từ ư nằm ở giữa ca với tờ đúng không? Ka, tờ Nektai, nektai Không đọc là nekutai mà là nektai, nektai Đến đây không biết là các bạn đã hiểu những cái điều gì mình muốn nói chưa. Ok. Đấy. Khi mà mình đã ý thức được rằng là cái ư là phải mất đi thì mình sẽ không bao giờ đọc cảm giác cái âm nó sẽ tự gì nhỉ? Cái 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 uhm, gọi là cái cái, cái nami cái, cái cái sóng trong gọi là cái lên xuống đúng không? Lên xuống trong một từ nó sẽ nó sẽ tự nhiên rất là nhiều. Necktie, <ones> necktie, <routinely> necktie, không đọc là ne cư tai nữa, necktie. <renovated> Bởi vì bắt buộc là mình phải đọc ngắt xuống thì nó mới ra được như thế đúng không? Đấy. Và tiếp theo này Quần áo là gì nhỉ? Fuk, fuku, fuku. Hay là chữ một mình sẽ là hitori, hitori, hitori. Không đọc hẳn là hitori mà hitori, hitori, chữ hơi hơi bị hơi trong người đúng không? Hay là tsukue, tsukue. Đây, ư này. Tsukue, tsukue. Rồi hay đến đây gạc xe chứ không đọc là gạc cư xe không thì đó chính là nguyên nhân là xuất phát từ cái nguyên nguyên tắc là vô thanh hóa nguyên âm đấy, đấy mọi người ạ mất cái chữ ư này thì sẽ còn là gạc xe gạc xe gạc xe đấy là cái quy tắc quan trọng nhất trong cái bài ngày hôm nay và mình không biết là các bạn từ giờ trở đi các bạn sẽ ứng dụng cái nguyên tắc này như thế nào nhưng mà thực sự đối với mình thì bởi vì mình tất nhiên là cái cái nguyên tắc này nó sẽ đúng với 95% cũng có những trường hợp ngoại lệ Có thể là nó đúng theo cái nguyên tắc là ok cái nguyên âm này nó đứng giữa hai phụ âm đấy Nhưng mà nó vẫn là đọc rõ tiếng ra nhưng mà nó rất là ít Nó nó chỉ chiếm tầm khoảng 0,5% thôi Còn lại 95% các bạn áp dụng thì và các bạn thử nghe người nhật mà các bạn sẽ thấy nó là rất là chính xác Kể cả khi mà đi vào câu ấy các bạn sẽ thấy là à Hóa ra là vì có cái nguyên tắc này thế nên là người Nhật họ mới đọc những cái âm này nó khó nghe hơn hẳn những cái âm khác nhá Và ngày xưa khi mà mình ý thức được cái điều này thì mình bắt đầu ok tự thay đổi dần từ những cái phát âm từ những cái từ vựng như này rồi đi bản vào câu nữa nhá Và một nguyên tắc thứ hai thì dễ nhớ hơn thôi đó là cái này cái hiện tượng mà các bạn nghe người Nhật đọc là Arigato gozaimasu không đọc là masu không đọc là đề sự Watashi wa gakse desu không đọc là hẳn là đề sự, sự thì nó là nguyên nhân là cũng là do cái nguyên tắc này mọi người ạ bởi vì là cái âm ư ở trong cái sư và sư này nó cũng là nguyên tắc đã bị à nguyên cũng là cái nguyên âm bị vô thanh hóa thế đi rồi thế nên là người ta sẽ chỉ còn từ must this thế thôi nhá. Và bây giờ các bạn thử nghe xem là cô Yuka phát âm những cái câu mà có sự xuất hiện của những cái từ vựng có cái hiện tượng bị vô thanh hóa như này xem là có đúng như những gì mà mình vừa mới à, nói với mọi người không nhá. Anata no koto ga suki desu. Anata no koto ga suki desu.

đây là một cái kiến thức mà mình đã luôn luôn chăn trở trong đầu là có nên nói với mọi người không bởi vì thực tình kiến thức này nó khá là khó hiểu với số đông nhưng mà mình tin chắc rằng nếu như bạn nào tiếp thu được cái điều này thì chắc chắn nó sẽ giúp ích được rất nhiều các bạn trong việc định hình và nhận thức về cái phát âm của tiếng Nhật sau này. Và từ đó sẽ giúp chúng ta có thể à, nói tiếng Nhật cũng như là phát âm tiếng Nhật hay hơn hay dần lên trong tương lai nhá. Và chúc các bạn sẽ thành công nhá. Tạm biệt mọi người. Bye bye. Nếu thích clip này thì các bạn nhớ ấn like và share clip này giúp mình để kiến thức này có thể đến được với nhiều các bạn học hơn nhá. Tạm biệt mọi người.